Vâng, Thái Hiền xin kính chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một vị trí mảnh đất mặt tiền đường nhựa, đang kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, sát một bên là ngân hàng, ủy ban, nhà thi đấu, quán cà phê. Nói chung nó nằm ở trung tâm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Khi liên hệ số điện thoại 0909840707 hoặc 0968840707, mọi người sẽ được tư vấn về cái giá bán cộng với giấy tờ đất và hỗ trợ tất tần tật các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai và được trả giá trực tiếp cùng với chính chủ luôn. Mình sẽ đưa ra cái giá chốt cho mọi người, chủ đưa ra cái giá chốt, mình chỉ báo lại cho mọi người nghe được cái giá chốt đó. Và miếng đất cần bán ngày hôm nay là một miếng đất, mình xin nhắc lại một lần nữa nha, đang kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ ngay trung tâm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Con đường này là con đường đang dẫn vào trung tâm huyện Tiểu Cần. Xung quanh ở đây thì có công ty, có sân đá banh, có khách sạn, có, nói chung là có đủ tất cả luôn mọi người. Thành thử ở đây là một cơ hội để chúng ta đầu tư, mua đất đầu tư, mà trên đất lại có sẵn nhà nghỉ luôn. Nếu không muốn kinh doanh thì chúng ta có thể cho thuê lại cũng được, rất là ok ha. Mặt tiền đường nhựa, hai bên vỉa hè, khu vực dân cư đông, nó điện nước đầy đủ, có sẵn mặt bằng luôn. Từ đây chạy ra tới ngân hàng khoảng 30 giây, quán cà phê, phố xá, đồ đầy đủ tất tần tật hết. Công viên trung tâm ngay hồ nước của trung tâm huyện Tiểu Cần luôn, đầy đủ. Từ đây đi chạy tới ngay chỗ công ty giày da Mỹ Phong khoảng 2 phút chạy xe, nó rất là ok luôn ha. Vậy thì cái tổng diện tích của nó là bao nhiêu ạ? Tổng diện tích mảnh đất cần bán ngày hôm nay là 300 m². Và thêm một điều đặc biệt nữa là sát một bên có một miếng đất trống cũng cần bán luôn, cũng khoảng 300 m² luôn. Vậy thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là cái căn nhà nghỉ này. Còn mọi người muốn mua luôn liền kề thì mình sẵn sàng giới thiệu cho mọi người mua được cái miếng liền kề luôn. Cái miếng liền kề của nó thì cái được 6 m. Còn nhân vật chính của chúng ta là cái nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ là ngang 7, dài 34, ngang 7 dài 34 m, nở hậu 10 m rưỡi, đất nở hậu nha mọi người. Kinh doanh đang hiện tại có 6 phòng nhà nghỉ và một cái phòng của chủ để trực chỗ đó. Đó, cái suất nhà nghỉ thì dao động là khoảng, mình nhớ không nhầm là từ 80 cho tới 100.000 gì đó. Đó, thì hiện tại thì trước mặt mọi người đây là ngay chỗ trung tâm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tại nơi đây thì có ngân hàng, quán cà phê, ăn uống, vui chơi, giải trí, công viên, siêu thị, công ty, trường học. Thì mình sẽ chạy đánh một cái vòng để cho mọi người tham khảo tại nơi đây ha. Còn căn nhà nghỉ của chúng ta thì đáng lẽ mình sẽ quẹo bên tay phải đi qua đường kia khoảng 200 m nữa là tới. Nhưng mình sẽ đi một cái vòng để cho mọi người xem cơ sở vật chất tại nơi đây. Ví dụ như là ủy ban nhân dân nè, đó, nhìn đang chạy ngang luôn nè ha. Công viên thì bên phía bên tay trái mình, chạy tới đây nữa là tất cả các nhà dân của người ta, trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, quán ăn uống, giải trí. Đó, mình sẽ tua lẹ một chút xíu nha. Rồi xin mời mọi người chạy theo cái tốc độ hơi nhanh một chút xíu nha. Đây là những ngôi nhà của người ta. Đường này là 4 làn xe chạy, 7-8 làn luôn chứ không phải 4 làn nữa mọi người. Trường trung học phổ thông nè, đó, bên phía bên tay phải mình ha, mọi người để ý ha, có cái trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở. Từ cái đường này chạy thẳng hoài luôn là một hồi nữa chúng ta sẽ bắt gặp được siêu thị Cốp Mắt cộng với công ty giày da Mỹ Phong. Đó, thấy rất là ok ha. Và đặc biệt nhất là trên cái con đường này có một cái quán khá là nổi tiếng, đó chính là cái quán bò nướng nha. Đây là cái trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở thì nó cũng sát một bên luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từ ngay chỗ này. Hồi nãy mình chạy cái cuối con đường đó là gặp siêu thị Cốp Mắt nè. Còn nếu mà ai mà ở trung tâm Trà Vinh nó chạy lên thì chúng ta sẽ bắt gặp được siêu thị Cốp Mắt, Thế Giới Di Động nằm đây. Vừa qua khỏi Thế Giới Di Động một chút xíu, gần ủy ban, gần trường học, gần công viên, gần chợ, sát bên trung tâm, sát bên nhà thi đấu. Đó chính là vị trí căn nhà nghỉ cần bán ngày hôm nay. Giá chủ kêu chỉ có 1.600.000.000 cho cái căn nhà nghỉ
ngang 7, dài 34, nở hậu 10,5 m. Kế bên có một miếng đất đang cần bán luôn. Ngang 6, dài cũng 34, cái hậu 9,5 m. À, cái miếng đất kế bên thì kêu là 1,5 tỷ. Đó, mọi người muốn mua liền kề hai bên, giá thương lượng. Tất cả các giá này đều thương lượng trực tiếp thông qua số điện thoại 0909840707 hoặc 0968840707. Đây, mình chạy, mình có quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Ngay chỗ Honda Bình An nè, quẹo vô 50 m, bên phía bên tay trái có một căn nhà nghỉ Thanh Thanh. À, đó chính là cái căn nhà nghỉ mình đang cần rao bán. Giá này là giá thương lượng nha. Mọi người cứ việc liên hệ, mình sẽ kết bạn Zalo đi 0909840707. Mình sẽ gửi cho mọi người vị trí đất, sổ hồng chính chủ. Đó, trả giá trực tiếp thoải mái vô tư. Rồi để mình bẻ quẹo đầu xe lại một cái ha, rồi mình sẽ giới thiệu sơ lược cho mọi người xem. Rồi đây, khu vực này là khu vực dân cư đông. Vị trí mình xin nhắc lại là thuộc khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Nhà trọ qua đêm, nhà nghỉ luôn. Nó nhà trọ qua đêm nghỉ theo giờ thì cũng chơi tất tần tật mọi người. Vỉa hè hai bên, đường nhựa láng. Ngang 7, dài 34. Có 90 mấy mét vuông là thổ cư. Còn lại là đất trồng cây lâu năm. Giá đang kêu 1 tỷ 6. Thương lượng. Kế bên có một miếng đất đang cần bán luôn. Ngang 6, dài cũng 34. À, kêu 1 tỷ rưỡi. À, đối diện nhà cửa đầu. Chạy tới đó là ngã ba đường thông. Tất cả các đường này đều là đường thông hết. Và xe ô tô chạy vào tới chỗ. Mua xong có thể cất cho mình một căn nhà thật là khang trang tại nơi đây cũng ok. Hoặc cũng có thể là kinh doanh nhà trọ qua đêm cũng rất là hợp lý luôn. Giá chỉ có 1 tỷ 6 cho cái căn nhà trọ nhà nghỉ này. Và kế bên là 1 tỷ rưỡi. Tất cả các giá này đều thương lượng trực tiếp. Bây giờ xin mời mọi người hãy cùng nhau tham quan ở phía trong xem nó có cái gì ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo nón bảo hiểm ra và đi vào phía trong quay cho mọi người xem. Thì bên trong đây hiện tại là đang có 6 phòng. Cộng với cái phòng ở phía ngoài người ta quản lý là cái phòng thứ 7 ha. À, mua không thích kinh doanh này thì có thể mở ra quán cà phê. Không thích bán quán cà phê thì cất cho mình một cái căn nhà để định cư. À, hoặc là cất nhà trọ cũng được mọi người. Nhà trọ để cho công nhân người ta ở, người ta thuê, người ta làm chỗ công ty Mỹ Phong. Hai miếng đất này là nó liền kề ha. Mọi người muốn mua miếng nào mua. Miếng kế bên 1,5 tỷ, không có nhà. Miếng bên đây thì đang kinh doanh nhà trọ nhà qua đêm. 1,6 tỷ thương lượng. Đó, rất là ok luôn ha. Thì tổng diện tích của hai miếng cộng lại á, là nó khoảng 600 m². Mặt tiền thì của hai miếng cộng lại là khoảng 13 m². Hiện tại hai cái thửa đất này đang là thửa riêng nha, thửa riêng luôn. À, thì cái giá của mỗi thửa là có nhà nghỉ, có nhà trọ thì là 1,6 tỷ. Cái miếng bên kia là 1,5 tỷ. Tất cả các giá này đều thương lượng. Đây là giá của chủ đưa ra. Rồi bây giờ sẽ quay một vòng sơ cho mọi người và đi vào một cái căn tượng trưng để quay cho mọi người xem. Thì bên trong cái căn nhà này á, thì bán là dĩ nhiên rồi, sẽ để lại tất tần tật luôn cho mọi người luôn. À, máy lạnh nè, phòng ốc có gì để lại hết. À, muốn cho thuê thì cứ việc cho thuê lại thôi. Do người ta đang cần tiền, cần bán rắp nha mọi người. Đó, điện, cống, thoát nước, đồ đầy đủ. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa nha. Hướng đất, đất này có cái hướng là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc, ngang 7, dài 34. Gần 100 m thổ, còn lại đất cây lâu năm, tổng diện tích là 300 m². Kế bên, ngang 6, dài 34, hậu 9,5 m. À, giá 1,5 tỷ, bên đây hậu 10,5 m, giá 1,6 tỷ. À, bán này để lại hết. Đây, quay tượng trưng cho mọi người xem một phòng nha. À, trong nè, cũng rất là ok nha mọi người. Đèn, quạt, đồ sáng trưng. À, có nhà vệ sinh ở phía trong luôn. Cái này mở ra cái đầu sửa sơn phết rồi lại làm nhà trọ cũng rất là ok nha mọi người. Thì cái giá của nó thì cái giá này là cái giá thương lượng nha. Thì mình xin nhắc lại cái những cái đặc điểm cũng như là cái vị trí cần có của một cái miếng đất này. Thì nó là gần chợ, gần trung tâm, gần công viên, gần ủy ban, gần trường học, gần công ty Mỹ Phong,
gần công viên luôn, gần quán cà phê, phố xá, đồ, nói chung là tất tần tật những cái gì cần thiết cần có một miếng đất này rồi. Thuộc khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. À, nhà trọ qua đêm, hướng đông bắc, giá 1 tỷ 6, ngang 7, dài 34, hậu 7 mét rưỡi. Gần 100 thổ, còn lại cây lâu năm, giá 1 tỷ 6. Miếng đất kế bên, ngang 6, dài 34, hậu 9 mét rưỡi, giá 1 tỷ rưỡi. Hai miếng cộng lại là ngang 13, dài 34, hậu gần 20 mét. 20 mét có luôn rồi. À, rồi, mọi người thích cái nào, cứ việc liên hệ 0909 840707 hoặc 0968 840707 sẽ cung cấp thông tin, vị trí, giấy tờ đất để cho mọi người trả giá trực tiếp cùng với chủ. Xin ân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip tiếp theo.